Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại Lẩu Tôm Càng, nằm ở số 155 kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, Tân Phú ha. Hôm nay xin mời cả nhà vô ăn tôm càng. Hôm bữa thì có ăn một quán là Lẩu Tôm Sông ở Gò Vấp. Thì nhìn sơ lược giá cả bên đây thì tương đối, hình như có thể là cạnh tranh hơn luôn ấy. Bây giờ xin mời cả nhà đi vô ha. Quán thì cũng đang rất là đông. Nguyên cái dàn trên đây là được bao rồi. Mình chỉ được ngồi phía dưới. Ở đây thì có cái kiến ha. Đây, quay. Rồi, Lý Hương. Nay Lý Hương đi ăn với lại chủ kênh Sài Gòn Ngày Nay, anh Xuân Di. Hello. Hello. Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay Lý Hương uống bia đó cả nhà. Kêu chai nước lọc mà bạn đây vẫn đem hai chai nè, nên là mình bảo vệ sức khỏe cho anh em nên mình chiên nữa. Đây ăn giấy. Ủa, cái này xuống Nguyễn Văn Nghi giờ Gò Vấp. Ủa, cái này là Lẩu Tôm Sông á hả? Cái này là chi nhánh của Lẩu Tôm Sông á hả? Cái này là chi nhánh của Gò Vấp nha. Rồi, giờ ăn tới rồi. Đây là một phần lẩu trị giá là 129.000 ha, gồm có 6 con tôm. Hôm bữa Lý Hương nhớ là đi ăn ở Lẩu Tôm Sông chi nhánh Nguyễn Văn Nghi á thì có 4 con thôi, nhưng mà nó to hơn. Cơm còn đang rất là sống ha nha. Đây, nó còn ngon me. Rồi, chúng ta sẽ ăn với bún và rau. Trong thành phần rau thì có hai loại thôi. Rau muống là chỉ lấy cái phần thân của nó nè, và kèo nèo. Bây giờ thì chỉ còn đợi cái nồi nước sôi nữa là chúng ta sẽ được dùng. Ăn với lại mắm mặn, sắc ớt, quá lý tưởng. Uống với lại bia. À, bia cũng nhìn giống trà đá thôi. Để coi cái này bao nhiêu độ nha. Cái này là xin năm 1932, nó là 4.6% thôi, khá là nhẹ. Nên thường đi ra phố Tây Bùi Viện thấy mấy bạn mà nữ á, thường cầm vậy nè uống. Trời, nhìn fashion lắm. Rồi xin mời cả nhà nha. Xôi rồi nè. Xôi rồi. Rồi. Chắc để xôi khoảng 2 phút á. Có rau rồi nhé. À, trong lúc đó anh Xuân Di hỏi tôm chín không, Lý Hương nói là chờ 2 phút. Trong lúc đó mình xử một con này một cái. Mỡ hành, này là xào lông ha, có mỡ hành nè, rồi đậu phộng. Rồi bây giờ mình sẽ chấm với lại cái nước chấm này. À, cái này nước mắm chua thôi chứ đâu có kẹo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở kẹo mèo với lại rau muống vô. Rồi, đậy vung một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ thử món xào lông. Thôi.
một con nữa. Con này hơi bị to đó. Ui, con này sao nó dính hai con vô luôn à? Số hưởng. Số hưởng, dính hai con vô luôn hả? Ngon quá. Cầm cò, rồi chan mắm, rồi bỏ thêm hai hộp đậu phộng vô. Ôi, nó dính thành nguyên bầy luôn. Rồi, múc. Cái này là sò lông nướng đúng không? Nướng mỡ hành đúng không? Nó nướng như thế này, nó giữ cái độ ngọt. Ngon. Có một cái hoa để trang trí. Ăn hoa luôn. Đây các bạn thấy sở dĩ gọi sò lông này, đây thấy các cái lông đó này. Đó. Trời. Lẩu thôi. Lẩu được rồi. Nóng. Wow, nồi lẩu đã sôi rồi, bây giờ ăn lẩu ha. Ăn con nữa. Lẩu tâm xong. Giờ đem chia bún. Chia cho đại ca mình. Phải có một chi nhánh nữa. Và được ăn với lại đại ca. Tôm đi chứ. Ăn bún trước không tôm sau đó. Ăn gì cũng được. Anh Duy cứ tập trung ăn bún đi. Em ăn tôm. Em bún con. Ngon đúng không? Cái nướng nó rất là ngon. Yeah.
xong cái chán này rồi, giờ chỉ đợi nồi lẩu nó sôi lên là bốc tôm ra chọc thêm cả nhà đây. Chuẩn bị bắt đầu. Giờ đến màn bốc tôm. Đây là tôm thì chắc chắn là tại bây giờ là anh Xuân Di bốc cho em, em bốc cho anh Xuân Di. Bây giờ rảnh quá. Bỏ bún vào trong chén trước đi, em ăn mấy bún xong rồi bỏ tôm vào đây cho nó nguội cho nó bốc lên đấy. À, hợp lý đó. Mình sẽ bỏ hết bún ra ngoài đây đi rồi xong rồi bốc tôm. Không không không, ăn nửa thôi. Ăn nửa đấy thôi đi. Ừ. Tôm bỏ ra đây. Lấy hết ra luôn ha. Lấy hết luôn, 6 con cho nó nguội. Đó, được rồi, chúng ta đã ra rồi các bạn ơi. Wow, rồi. Hết rồi, 6 con rồi. Bây giờ mình sẽ chan nước lẩu vô rồi mở vỏ ra và ăn thôi. Quá ngon. 6 con tôm. 6 con đang nằm xếp hàng để chờ bóc. Bóc à. Em cũng bóc. Ê, cái càng này ăn được cái gì không ta? Có cái gì trong đó không? Chắc nhỏ lắm. Ấy giời, nó còn nóng kìa. Bóc khói bốc lên nghi ngút luôn. Thôi tập bóc đi. Ủa, nóng nhỉ. À. Nè, bàn chưa đi. Đó, bóc lượn ra cái thôi, là có rồi. Có trứng rồi bạn. Gì vậy con? Mấy cậu bé thấy bên đây đang chọc thèm chịu. Nghề chọc thèm là một nghề không biết có phải là tội ác. Trẻ con những bạn khác như vậy đây. Trời ơi. Chấm mắm. Trời ơi. Để lấy thêm miếng ớt nữa. Quá ngon. Tiếp lửa. Rồi anh ăn đi. Quay vậy sao đi. Thôi. Em chưa đủ cơ số mà. Của em 4 con mà còn con nữa. Cái này ăn cảm giác nhớ giống bà Lý Hiền quá ta. Nếu mà có 6 là 42. Này 6 chia 42 mới là đều. Thôi em 3 con thôi. Làm tổn họ mất. Tôm rất là tươi. Lấy miếng ớt này vô ăn nữa mới đã. Ê, em lấy miếng ớt ăn đi. Ê, ớt bên đây quá trời. Rồi sao đó. Vô Tiger. Thật ra đi ăn lẩu mà uống với đá như thế này là phản khoa học đấy nha. Mà Việt Nam ai cũng uống vậy hết á. Lẩu uống bia, giống như nhà một cặp bầy trùng vậy. Rồi, sau màn chọc thơm này thì chắc có lẽ là nhiều người sẽ đi lục lạo tất cả những gì có thể ăn được ở nhà. Đó, và chương trình chọc thèm ăn thuận tự nhiên của Lý Hương xin tạm end tại đây. Bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại trong những video chọc thèm tiếp. Hãy nhấn like nếu thích nha. Subscribe kênh nữa để nhận được những video mới của Lý Hương nha. Bye bye.